Trong 3 ngày từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 10, Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên lần thứ 9 đã diễn ra tại quảng trường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Hơn 700 vận động viên, diễn viên đến từ 12 xã, phường và các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn và đông đảo nhân dân tới tham dự. Về trong ngày hội là chủ đề của chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên là đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Các tiết mục biểu diễn được chia làm 3 phần: Điện Biên mời gọi, Sắc màu hội tụ và Điện Biên ngày mới. Cùng với đó, ngày hội còn có nhiều hoạt động văn hóa thể thao truyền thống có ý nghĩa như thi liên hoan dân ca, dân vũ, nhạc truyền thống các dân tộc và màn múa vũ điệu đoàn kết, thi trình diễn giới thiệu trang phục dân tộc, thi giã bánh dày dân tộc Mông, thi đấu các môn thể thao dân tộc, trưng bày các gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông sản, các sản phẩm ô cốp, sản phẩm thủ công, trang phục, nhạc cụ, công cụ lao động sản xuất của địa phương, thi ẩm thực của 12 xã, phường về cách chế biến, trưng bày, giới thiệu các món ăn truyền thống của các dân tộc. Hôm nay thì chúng tôi đến với hội thi thì trước tiên là giao lưu học hỏi và một phần cũng là quảng bá các sản phẩm văn hóa ẩm thực của chúng tôi đến với mọi người để mọi người cùng biết đến về cái văn hóa ẩm thực của chúng tôi, nhất là bản đậm đà bản sắc dân tộc của chúng tôi ạ. Đại hội văn hóa dân tộc thành phố Điện Biên Phủ đó là tăng sư sống khỏi đó là Phật Tây, đó là xưởng sửa Phật Tây thế cháu đó. Đến với ngày hội văn hóa hôm nay, chúng tôi đến trình diễn trang phục truyền thống của người Thái. Đây là trang phục Thái cổ. Chúng tôi mong muốn qua trang phục chúng tôi mang đến ngày hôm nay, các thế hệ sau sẽ được biết đến và sẽ không để nó bị mai một theo thời gian. Đấy, mỏng cong xuống khỏi là sẵn sàng. Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc thành phố Điện Biên Phủ cũng là dịp để nhân dân các dân tộc trên địa bàn được gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc, tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Chúng tôi cũng muốn nâng cao cái vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là ý thức của người dân trong cái việc mà giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc biệt là bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số. Và thông qua cái việc đó thì cũng chính là cái điều kiện để giới thiệu, quảng bá đến cái hình ảnh đất nước, con người Điện Biên nói chung cũng như là thành phố Điện Biên Phủ, mảnh đất lịch sử nói riêng. Thành phố Điện Biên Phủ với tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm với thiên nhiên còn mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc. Đồng thời, đây cũng là địa chỉ đỏ trong hành trình về với truyền thống, gắn với giáo dục các thế hệ trẻ về lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Ngày hội văn hóa cũng là dịp để củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, gắn công tác văn hóa, thể thao và du lịch với việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.